chào tất cả mọi người. Nay mình sẽ quay một cái clip gói hai cái chài cước này. Một cái chài là chài Ten 2, tôi có bỏ hàng ngón tay này, tương đương với 4 cm. Chài lỗ bé, lỗ này khoảng 4-5 mm thôi nhé mọi người. Và gửi một cái giỏ này, giỏ này là tôi đang đặt đan theo yêu cầu. Một cái giỏ này cực kỳ chắc chắn, chất liệu là bằng sợi mây và bằng cây tre. Ở đây thì cái giỏ này thì tôi đã lót giấy báo vào bên trong để quá trình vận chuyển tránh cái trường hợp nó bị đè lên là nó bẹp giỏ thì cùng với cái chài nó nặng. Cái sợi dây mây cho mọi người này, loại này thì cực kỳ chắc chắn luôn, bền lắm. Đây, để tôi buộc lại cái miệng giỏ để cho nó khỏi bật giỏ ra. Hai cái chài hôm nay với lại cái giỏ nữa là tôi sẽ gửi cho anh Trọng ở chợ đồn Bắc Cạn. Này, cái clip này tôi quay lại để cho mọi người xem tham khảo cách của tôi gói hàng, nó cực kỳ yên tâm chắc chắn. Và như khách hàng của tôi thì có thể xem clip này để biết được cái hàng của họ được đóng gói cẩn thận như thế nào để họ yên tâm hơn. Hôm nay mình sẽ đựng hàng vào trong cái thùng nước, tận dụng cái thùng nước này. Và bây giờ ta bắt đầu gói hàng nhé. Cái chài này có chiều cao là trên 2,5 m, nặng là 4,8 kg. Ngay thì là có hai cái chải ở trong một cái gói hàng. Chải nó sẽ rất nặng cho nên tôi phải buộc, thứ nhất là một cái bóng để cho nó không va cái cọng vào nhau, cái thứ hai là tí này sẽ dùng cái bì này để buộc hai cái chải này trong một túi để cho nó gọn lúc mình buộc vào trong cái thùng hàng á, thì nó sẽ chắc chắn nó không bị chạy cái hàng bên phía trong. Sau đó thì tôi mới đặt cái giỏ lên trên, đặt cái giỏ bên cạnh. Cái chài này là cao 2,2 m, hơn 2,2 m một chút này, nặng 3,2 cân mọi người nhé. Chài này
trước ở các clip khác tôi quay thì cái nào tôi gửi đơn cái đơn hàng mà mình trải không như này thì tôi chỉ quấn một túi bóng với lại cái giấy báo và quấn băng dính nó kín hết, nó chắc chắn đi quá trình vận chuyển nó sẽ an toàn, nó không bị rách hạ hỏng dọc đường. Gói này tí là tôi buộc cố định vào trong cái vách thùng này. Tránh cái trường hợp vận chuyển là nó va, nó đập, nó lăn trong cái thùng đấy thì nó sẽ đẹp để ảnh hưởng vào cái giỏ. Nên là buộc cái này. Này vì cái này là hàng nặng nên là phải làm buộc chéo đi chéo lại vài lần hoặc là dùng cái cách buộc bốn góc. Tôi chập đôi cái giày lại để nó chắc. Trong đây thì tôi sẽ tận dụng cái đầu của cái miệng túi bao bì ấy, lúc tôi buộc lại rồi thì bây giờ tôi sẽ buộc cái dây vào cho nó chắc chắn. Này sẽ buộc chéo đi chéo lại thành hình dấu cộng. Đó là yên tâm luôn nhá. Chạy được.
cẩn thận hơn này, buộc thêm một lượt nữa mọi người nhé. Dây với lại băng dính của tôi thì thoải mái, tôi cứ mua về nhiều để dùng dần. Dây dặn cái nó chắc. Sách bằng dây này nó cũng đã luôn rồi, quá là cẩn thận luôn đúng không, mọi người. Quá chắc rồi nha mọi người nha. Bây giờ ta đặt cái giỏ này vào thôi. Hôm nay là do cái hàng này nên là tôi tăng cường buộc bằng dây, còn bằng cái băng dính thì vẫn buộc, nhưng mà hàng nặng này thì không cần phải buộc băng dính nhiều. Một con dây như này thì nó chắc hơn, không dính là mình quấn quá nhỏ.
sẽ buộc đoạn giữa đây để dòng đi dòng lại nó chắc. Cơ bản đã xong. Này. Đấy, chuyển hàng đã xong cho mọi người nhé. Xem gói hàng này quá chắc chắn luôn. Ta có thể xách được kiện hàng luôn này. Nặng lắm. Rồi, thế nhá, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người các clip sau nhá. Đây chài của tôi đây đang còn nhiều lắm. Tôi cất ở trong bì đấy thôi. Không bày ra ngoài. Thì tôi bán chỉ có bán trên mạng, bán online. Đây giỏ đựng cá. Đợt này đang còn có hai cái duy nhất. Đây, chài đây. Ai thích lấy chài thì liên hệ với tôi nhé. Đủ các loại chài cước, chài rủ. Lỗ to, lỗ bé có cả nhé. Tất cả các chài bên tôi đều là chài đan tay thủ công hết nhé mọi người nhé. Cực kỳ bền đẹp luôn. Ai có nhu cầu lấy thì liên hệ với tôi theo số điện thoại 0977662447 nhé. Tôi nhận ship cóc toàn quốc. Tôi là Tuân ở Mường Lát, Thanh Hóa nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.